Rất mừng đi mọi người ha. Sáng nay mình cũng đi tập thể dục và mình quay một số đoạn phim về cái cuộc sống hàng ngày và cái phong cảnh của một buổi sáng những ngày thứ bảy ở thành phố Đà Nẵng hay cái địa bàn mình sinh sống như thế nào các bạn ha. Mình đang đứng trên cái đường Võ Nguyên Giáp đây các bạn. Đây là một cái bãi biển, bãi tắm Sơn Thủy đây. Bãi tắm này là bãi tắm công cộng mà nguyên cả khu vực này chỉ có một cái bãi tắm chỗ này thôi, chứ còn ngoài ra nó không còn chỗ nào hết. Và bên cạnh cái bãi tắm là một cái khách sạn rất là nổi tiếng, đó là cái resort Hay Hát. Để mình qua bên kia mình quay cho các bạn xem luôn à. Mình đang đi trên một cái lề đường của khách sạn Hay Hát các bạn ạ. Đây là một cái resort Hay Hát các bạn này, đó. Cái resort Hay Hát này là có một cái thiết kế nó khác với những cái resort mà hôm qua mình qua nha các bạn. Các bạn thấy là phía trước này chừa một cái khoảng rất là rộng này. À, các bạn thấy không? Tạo lên một cái phong cảnh. Và các bạn thấy phần đá là người ta trồng những cái cây này, mình thấy nó rất là bình dị này. Đó, những cái cây giống như cây sải á, những cái hàng dừa. Đó, những hàng dừa các bạn đó. Còn phía trước mặt chúng ta là những cái hàng tre. Nó giống như một làng quê rất là thân thuộc của chúng ta. Đó. Mình đi ở đây mình có cảm giác rất là nhẹ nhàng các bạn. Rất là nhẹ nhàng, thư thái. Có cảm giác nó thân quen và gần gũi. À, các bạn đó, rất là rộng mà. Các bạn đó, người ta chừa nguyên cả một cái khoảng không gian rất là lớn. Còn đây người ta trồng những cây cọ này. Nói chung trời mùa hè là chúng ta đi ngang qua những cái rặng cây này có cảm giác rất là mát. Mình đi mình vừa điểm tin tình hình Việt Nam và thế giới luôn các bạn ạ. Hôm qua là Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến và đã thông qua cái gói là 62.000 tỷ được hỗ trợ trực tiếp cho những người dân lao động đã bị ảnh hưởng vì dịch Covid. Có nghĩa là những người đã thực tế có ý làm nhưng bây giờ nghỉ là vì dịch đó, là sẽ được trợ cấp một tháng là 1.800.000. Và mở rộng thêm rất là nhiều đối tượng nữa các bạn, chứ không phải riêng như những người đó đâu. 62.000 tỷ là một con số rất là lớn. Nó tương đương là gần 3 tỷ đô la. Số tiền này chủ yếu là dành cho bơm trực tiếp vào tiêu dùng luôn đó. Cái gói này nó khác với những cái gói khác các bạn. Gói này là gói dành cho tiêu dùng chứ không phải là gói cho kích thích phát triển. Cũng giống như Mỹ mà chuyển vào tài khoản cho người dân Mỹ là mỗi một người lớn trưởng thành là 1.200 đô, trẻ em là 500 đô. Thì mình chắc cũng vận dụng chính sách này của Mỹ để mình bơm trực tiếp tiền vào cái tài khoản cho người lao động để họ chi tiêu. Thì hiện bây giờ là cái tình hình cũng càng ngày nó càng khó khăn hơn nữa rồi.
gian đang rất là rộng rãi và thoáng đãng, rất là sỏi hết, đang rất là rộng các bạn. Hôm nào mà xuống biển được là mình sẽ qua cái mặt tiền hướng biển nha các bạn xem. Trong tất cả những cái resort mình đi, mình để ý là đây là một cái resort mà thiết kế rất là hay và rất là lạ nhất. Đi ngang qua đây các bạn giống như cảm giác là giống như một công viên á. Đây có những hàng dừa, các bạn thấy rất là thân thuộc. Và mình đi tiếp các bạn ạ. Tình hình đó càng ngày nó càng khó hơn các bạn. Sáng hôm nay mình đọc có tin là Trung Quốc đã đóng cửa một cái thành phố sát biên giới với nước Nga vì phong tỏa luôn các bạn ạ. Vì cái số người bị nhiễm nó tăng lên một cách nhanh chóng và đột biến. Vì đó chứng tỏ là cái con virus này là nó cực kỳ nguy hiểm, ở đâu cũng lan được ra. Và hôm qua mình cũng đọc tờ báo là đăng tin là chính phủ Trung Quốc đã cho phép người dân Vũ Hán bắt đầu được di chuyển, có nghĩa là từ thành phố Vũ Hán và đi những cái tỉnh thành khác. Điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc đã khống chế được cái dịch ở thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên là cái nguy cơ của nó vẫn tiềm tàng, mình cũng không có thể nói trước được. Bây giờ cái tâm dịch thì đã chuyển qua nước Mỹ và châu Âu. Nước Mỹ thì hồi chiều hôm qua 7 giờ tối thì mình cập nhật thông tin là nước Mỹ đã có 466.000 người nhiễm rồi. Và có đến gần 18.000 người chết. Là 17.800 đó các bạn. Một con số thật là khủng khiếp, tăng rất là nhanh luôn. Và nước Ý là đã trên 18.000 rồi. Còn Tây Ban Nha là trên 16.000. Và hôm qua là đã chứng kiến một cái ngày rất là đột biến của nước Anh, là lần đầu tiên là nước Anh có gần 1.000 người chết. Nó chết còn hơn chiến tranh thế giới thứ hai nữa các bạn ạ. Ngày nào mà cả thế giới này còn phong tỏa là cái tình trạng mà trì trệ kinh tế nó tiếp tục, nó còn diễn ra. Theo đánh giá của các tổ chức uy tín trên thế giới, ngày năm nay dự kiến là GDP tăng trưởng của thế giới là sẽ âm 1,9%. Nước Mỹ là có khả năng là âm 3,3%. Toàn bộ châu Âu là âm 4,2%. Nhật Bản, Hàn Quốc là đều phát triển âm hết. Và Việt Nam mình dự kiến năm nay là tăng trưởng tầm khoảng 3-4% là tối đa. Đó là trường hợp là dịch mà quý tư là mình khống chế được á. Chứ còn nếu như quý tư mà không khống chế được thì nguy cơ còn cao hơn nữa. Trung Quốc thì năm nay giỏi lắm thì khoảng 1%. Đó, các bạn nhìn sơ qua là các bạn thấy có được bức tranh kinh tế của thế giới và Việt Nam là nó không có sáng sủa. Nguy cơ cao lắm các bạn, nó không hề đơn giản đâu. Và người ta dự báo rằng đợt suy thoái kinh tế này nó còn hơn cái đợt suy thoái của năm 2008, cách đây 10 năm. Có khả năng là diễn ra một cuộc đại suy thoái. Tại vì năm cái nguyên nhân mà cái xuất phát của cái suy thoái kinh tế của mỗi thời kỳ khác nhau các bạn. Các bạn đọc là lịch sử là các bạn sẽ thấy. Năm 2008 á, sẽ diễn có một cuộc suy thoái kinh tế là nó bắt đầu từ cái vỡ tín dụng ngân hàng Lehman của nước Mỹ.
khi nền kinh tế nước Mỹ mà phát triển thì người ta đã cho vay dưới chuẩn, nghĩa là những người mà chưa đạt yêu cầu các bạn ạ, các bạn cho vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng cho vay, thì đến một mức nào đó nó tích lũy thì nó thành một trái bom rồi nó nổ, và như vậy là nó nổ dây chuyền. Lê Minh là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, là má này bể thì nó kéo là hàng loạt những ngân hàng khác bể theo. Và từ đó là nó có hiệu ứng, nó lan ra châu Âu và nó lan ra tất cả các nước. Nhưng mà cách đây 10 năm thì cái độ mở kinh tế Việt Nam là ở mức độ nó chưa có cao sâu rộng như bây giờ, cho nên cái tốc nên các độ ảnh hưởng nó có nhưng mà nó không có nhiều. Và thực tế năm 2008 là mình cũng tiếp tục mình bơm tiền vào nền kinh tế thì nó làm cho cái lạm phát tăng rất là cao. Còn bây giờ là cái hình thức hắn là khác các bạn này. Cái nguyên nhân của hắn là khác. Thứ nhất là chúng ta đã có một cái chu kỳ tăng trưởng khá là cao rồi, điều đó là đúng rồi. Nhưng quan trọng hiện bây giờ á là chính cái dịch này nó làm cho cái tình trạng mà giống như là chúng ta không có được giao thông hàng hóa. Tất cả những cái giao dịch trên thế giới này dừng hết lại. Đoạn nào mình đi tới đây là nó vẫn chưa thấy các bạn này. Rất là rộng mà. Và mình thích nhất là người ta trồng những cái hàng dừa và những cái hàng tre. Nhìn rất là đơn sơ mà rất là đẹp. Nó rất là giống Việt Nam á. Mình nghĩ rằng những người mà thiết kế và xây dựng nên cái resort hay hát này là họ có một cái ý rất là hay. Họ nghĩ là họ biết tạo ra những cái phong cảnh nó rất là Việt Nam. Cho nên khách sạn hay hát này các bạn biết á, là ông tổ chức những sự kiện rất là lớn các bạn á. Hàng năm là những sự kiện ví dụ như là chạy đua marathon vòng thế giới là các bạn biết là nó tổ chức ở khách sạn hay hát này. Khách đông lắm các bạn. Nhìn bề ngoài là mình đi mình thấy là đã sướng rồi. Con đường đây là hắn làm luôn các bạn ạ. Toàn bộ khu vực này là hắn làm hết. Thậm chí cây cấu này hắn trồng hết trơn nè. Trồng xong là nó giao lại cho thành phố duy tu bảo dưỡng thôi. Chứ còn cây này là cây của họ. Đó, mình thích những cái đoạn trang như thế này nè. Rồi bây giờ nó đã sáng hơn rồi. Bên kia đường là những cái cơ sở điêu khắc đá. Đây là Hùng Hưng. Mình đang đi về cái hướng nông nước đó, những cái ngọn núi. Nông nước là truyền thống một cái làng điêu khắc đá mỹ nghệ rất là nổi tiếng. Những bức tượng lớn như vậy là từ những cái nghệ nhân tài hoa của làng nông nước người ta điêu khắc, được bán đi khắp nơi trên Việt Nam và trên thế giới. Từ một cái làng nhỏ thôi nhưng mà nhờ cái điêu khắc đá này mà nó thay đổi cái cuộc sống của người dân ở nơi đây. Và đặc biệt là từ khi khách du lịch người ta tới đây nữa, người ta tham quan cái thắng cảnh núi Ngũ Quỳnh Sơn này các bạn ạ. Và từ đó là khách du lịch người ta đặt mua, dần dần là người ta biết đến cái làng đá này. Hồi cái thời kỳ vô cấp là các bạn biết là người ta chỉ yếu là người ta đục cối thôi. Đục cối rồi đục máy sai rồi đục những cái tượng nhỏ 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 thôi chứ còn không có đục những cái tượng lớn như thế này. Vì hồi đó cái nhu cầu họ không có. Một bức tượng như vậy là người ta bán vài chục triệu đó lên á. Hồi đó thời kỳ vô cấp thì dân mình ăn không có ăn mà tiền đâu mua tượng các bạn. Nhờ mình mở cửa kinh tế thế giới, có nước Đài Loan, Trung Quốc đó là người ta qua người ta thấy tượng mình nó đẹp và lạ, đá rất là đẹp. Thế nên người ta đặt mua, sau này nó hình thành nên những cái thương hiệu. Và bây giờ là nó có tên có tuổi rồi trên thế giới rồi các bạn. Đó,
các bạn nhìn vào các bạn thấy rất là rộng, rất là thoáng à. Đúng là resort nghỉ dưỡng, người ta thiết kế phong cảnh lúc nào cũng đẹp ấy. Con đường màu màu này các bạn cứ tưởng tượng giống như một con đường của một vùng quê. Đúng là các nhà kiến trúc đã thổi cái hồn Việt Nam vào trong cái resort này. Nó trở nên gần gũi và thân thương hơn rất là nhiều. Bây giờ cả thế giới dường như là tập trung cho chống dịch. Cả nước Việt Nam cũng lo cho chống dịch. Những ngày hôm nay các bạn đọc báo, đọc chí, kể cả Thủ tướng Chính phủ họp là mọi thứ là để lo chống dịch. Và đặc biệt là sáng hôm qua là mình có đọc thêm một thông tin nữa là họp trực tuyến là Chính phủ đề nghị là phải đưa ra những giải pháp mạnh mẽ và quyết đoán hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam. Biết rằng nó khó khăn đó, nhưng mà phải có những giải pháp là vừa chống dịch mà vừa phát triển kinh tế. Chứ nếu chúng ta mà bị động á, là có khả năng là con virus này nó sẽ làm gãy đổ nền kinh tế Việt Nam. Chính Thủ tướng Chính phủ đã nói như vậy. Và ông đã thể hiện lòng quyết tâm rất là cao độ. Chúng ta đang chuyển qua một cái resort khác rồi các bạn. Nên các bạn thấy cái resort này nó làm thêm một cái phong cách khác. Ở đây là người ta trồng cỏ thôi. Còn trong kia là có bờ rào rồi. Thì dọc bờ rào này người ta trồng dưới là có hoa giấy. Đó các bạn thấy không? Ở trong đó thì người ta trồng những cái hàng dừa. Mình công nhận một điều rằng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là một người rất là có tầm nhìn các bạn. Mình đánh giá ổng rất là cao. Và mình hy vọng rằng sau cái đại hội này là ông được tiếp tục bào giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Mình thấy ông ta rất là người rất là sâu sát với công việc và rất là quyết tâm. Và ông ta nhiều cái mới. Và đặc biệt là khi mà nói chuyện trên diễn đàn, mình để ý mình thấy các bạn này, những vấn đề của Việt Nam dường như ông nắm rất là chắc các bạn. Các bạn biết là cái thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng là các bạn biết á, là hồi đó ông ta lên làm là ông ta giải thể luôn cái tổ gọi là tổ tư vấn, giải thể luôn các bạn. Cho nên các bạn biết là thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng là không có cái tổ tư vấn đó, cho nên là làm những cái việc đó các bạn biết rồi đó. Sau này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên làm thì ông ta cho thành lập lại cái tổ tư vấn và tập hợp những chuyên gia đầu ngành, những người rất là tài giỏi. Nhiệm vụ của họ là tư vấn cho chính phủ những quyết sách về kinh tế. Điều này nó rất là quan trọng. Và nhờ vậy mà ông ta nắm được những vấn đề rất là chắc và đưa ra những cái quyết sách rất là quyết đoán mà mình thấy nó hợp tình hợp lý. Các bạn xem phim Tôn Quốc Diễn Nghĩa không? Các bạn thấy ông Tào Tháo ông rất là giỏi đúng không? Ông giỏi nhưng mà ông luôn luôn chiêu mộ những cái mưu sĩ khắp nơi trên đất nước về. Và ông ta đãi ngộ những cái mưu sĩ. Mặc dù có những trận đánh hay một quyết sách gì ông ta đưa ra, những lúc ông đưa ra rồi đó, nhưng mà ông luôn luôn hỏi những người mưu sĩ là như thế nào. Và phần đa những người mưu sĩ đó mà nói thì và phân tích những cái ý tưởng mà nó trùng với ý tưởng của ổng là ổng ok liền. Như vậy chứng tỏ một điều rằng họ rất là tôn trọng người tài và sử dụng người tài rất là đúng lúc và luôn luôn sử dụng người tài. Để mình tới trước mặt qua cái resort này cho các bạn xem. Đó.
Cà này lớn sáng rồi người ta mua về người ta trồng nó bạn nè, rất là lớn. Còn đây là những cái hàng xưa, mùa nó mùa xưa ra bông rất là đẹp, ra bông màu da cam. Đó, các bạn nhìn là các bạn thấy không, nó thẳng tắp, đúng là rất là tuyệt vời. Nói chung là thành phố Đà Nẵng dùng những cái ví dụ như tạo điều kiện cho những cái ven biển để phát triển cái này thì mình thấy cũng đúng thôi các bạn. Đó là như vậy thì mới thu hút các nhà đầu tư về đây, người ta đổ tiền về, người ta làm ra những cái resort rất là đẹp. Mình không bao giờ mình nói chuyện đó, nhưng có điều quan trọng nhất anh phát triển gì anh phát triển, nhưng mà anh phải chừa những cái khoảng không gian để tạo những cái bãi biển tắm, những cái bãi biển cho cộng đồng, là cái điều đó là tốt nhất. Các bạn biết là từ trên đường Phạm Văn Đồng mà về tới đây là chỉ có một cái bãi biển Sơn Thủy thôi, còn toàn bộ đất ở đây là bán hết. Đầu rồi là có mở được một vài cái lối xuống biển thôi, nhưng đó là lối xuống biển thôi. Chúng ta phải tạo nên một cái cộng đồng chung, một cái bãi tắm chung cho người dân. Các bạn biết không, có một thời kỳ á là mình đi xuống tắm biển, mình biết nè, mình đi xuống tắm biển thôi mà mấy cái thằng rà sọt này cũng không cho mình tắm trên cái bãi biển của hắn. Ok, đó là biển của hắn. Các bạn biết thấy cái lạ lùng không? Đó, biển của mình mà hắn kêu là biển của hắn. Lần cuối cùng không cho mình tắm, cuối cùng là dân phản đối quá, rồi cuối cùng là yêu cầu của anh là bỏ cái tình trạng ở đây. Biển là biển của chung, là biển của tài nguyên thiên nhiên chứ đâu phải là biển của mấy anh đâu. Đó, dạ rồi vẫn đưa người đang đuổi mình mới hai các bạn này. Thật lạ lùng. Đây là ngọn núi Sơn Thủy các bạn ạ. Đó là ngọn núi cao đẹp nhất trong trong năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Để mình qua đó mình quay cho các bạn xem mà.